Xin chào tất cả mọi người nhé. Ông của tôi hôm nay đến vị trí mới. Hôm nay là ngày bao nhiêu hả nhỉ? 13 tháng mấy nhỉ? Tháng 3. Hôm nay là ngày Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2020 nhá. Thì năm nay hoa nhãn lại nở rất là sớm so với mọi năm. Mới có mùng 6 tháng 3 mà hoa nhãn đã nở coi như là bung hết rồi. Thế ông hôm nay mới bắt đầu mới cho đến điểm nhãn. Thì hiện tại là ông bây giờ là đang bay bài tiết rất là mạnh. Vừa là đi làm vừa là bay bài tiết. Ông đi làm rất là tích cực. Phấn về cũng nhiều mà mật về cũng tốt. Mấy đàn thôi nhưng mà đi làm cũng khá là mạnh. Kìa, hoa nở kìa. Hoa nở đấy. Đây, sau nhà bác chủ nhà đây. Cây hoa nhãn cũng rất là đẹp. Đi làm rất là tốt. Như có mật đấy. Có mật, những con nào bụng no là có mật đấy em ạ. Không phải, em thấy kiến nó bò đầy tổ. Kiến bò đầy tổ. Kiến bò cứ bò tổ nó, kiểu nó ngửi cái mùi thơm đúng không? Ong tích cực. Đấy, hôm nay tôi phải mở cái cửa phụ ở trên tầng 2 cho nó đi làm. Chứ mọi khi là không mở. Ông nội hôm nay đi làm cũng rất là tích cực luôn. Các bác nhìn là ông nội đi làm rất tích cực. Đó. Cái đàn này vừa rồi là nắp cái cản chúa là bởi vì là cái thời điểm mà nguồn hoa nó rực đấy. Là đàn ong là nó muốn những cái đàn ong ngoài tự nhiên là nó muốn chia đàn. Cho nên nhiều đàn là nó kiểu nó bay ngang qua cái là chúa nó có thể nó lạc vào tổ của mình. Đấy là hai đàn nó sẽ đánh nhau nên buộc phải sử dụng cái lưới ngăn chúa. Ong đi làm rất tích cực. Nói chung là nuôi ong bây giờ là em ăn là ra gì anh? Là vào vụ mật là coi như là 100% là lên kế để khai thác mật tiêu chuẩn chất lượng. Chưa không có khai thác mật ong ở thùng đơn như truyền thống nữa. Bay rất tích cực. Tầm này đang giờ bài tiết này. Ong đi bay làm dập trời luôn. Hải ra quay cho tớ một cái. Tớ kiểm tra cái tổ này, tớ xếp lại cái cầu của nó mà. Bài tiết nó chưa quen tổ mà đã ngại nhỉ. Để một lúc nữa cho nó vãn vãn rồi mình xử lý. Nhiều con bụng no về lắm. Bụng nặng chữ này. Không lên. Tuyệt vời.
con đi làm thích nhỉ. Anh cái đồ đóa chân thế này gì vậy? Cái này là cái phấn này, cái phấn hoa. Mình làm lấy phấn này. Lấy phấn thằng tổ này. Anh cũng tiếp tục chuẩn. Anh em ai có nhu cầu mua một ống nguyên chất này lên đây. Liên hệ anh Duy Ông. Ai có nhu cầu đùa không? Chứ có mấy đàn này thì không có mật để bán. Đây là những cái đàn ong giống thí điểm cho khai thác mật để xem là cái năng suất của nó trong cái vụ nhãn năm nay là nó được bao nhiêu cân mật trên một đàn. Mật tiêu chuẩn nhé. Thì cái mô hình nuôi ong cái thùng tầng cải tiến này, cái thùng mô hình nuôi ong tầng cải tiến thì tôi đã làm cách đây mấy năm rồi. Từ 2017 cho đến giờ và thấy rằng là cái hiệu quả của nó thì cũng rất là tốt và nó khắc phục được nhiều những cái nhược điểm của những cái thùng nuôi ong thùng kế loại to. Đấy, như này nó rất là gọn nhẹ và dễ vận chuyển. Và cái tiếp theo là cái quan trọng nhất, nó là cái duy trì được cái thế đàn ong nó rất là bền. Còn như ở các cái mẫu thùng kế to thì các bác sử dụng thì nó để mà duy trì được một cái đàn to như vậy thì cái con chúa nó phải đẻ rất là khỏe. Đấy, nó phải hoạt động hết cái công suất của nó. Và cái thứ hai nữa là mình bê vác nó cũng nặng. Thứ ba nữa là do con chúa nó đẻ nó không thất thường đấy. Lúc khỏe lúc yếu thì nó sẽ duy trì cái đàn ong ở một cái thế bền vững thì rất là khó. Chứ như ở thế to thì các bác đánh vài vòng nó khi là đã hết cả quân rồi. Quân nó yếu yếu là năng suất nó sẽ không có hiệu quả nữa. Còn như cái này thì mình đánh được rất là dài vòng, đánh liên tục luôn mà mật vẫn chất lượng. Chất lượng tiêu chuẩn tít nắp 100%. Đấy, ở khu vực này thì tôi có thí điểm cả ong nội cả ong ngoại. Thì hôm nào ong nội nó nhiều nhiều mật thì tôi sẽ quay cho các bác xem. Còn bây giờ thì chưa có nhiều mật thì chỉ quay cho mấy đàn ong ngoại thôi. Em đừng phải phải tay, phải tay nó đốt. Mẹ lỗi với đứa. Xem bình thường thôi. Báo thức. Rất là tấp nập. Chết rồi, con bé chết. Sau 3 ngày mưa. Sau 3 ngày mưa thì cái nguồn mật nó bị cắt. Hôm nay thời tiết bắt đầu đẹp, có tí nắng nên là ong đi làm và cũng có mật. Nhãn hôm nay nở đẹp quá. Này, tha hồ ong đi làm. Ông chết. Ông chết. Mà tích cực. Ông nội cũng đi làm rất là tích cực. Mà tích. Cẩn thận nó đốt. Mà đâu phải cứt đâu. Lại cho mũi ngửi. Nó chỉ là cái mùi phấn hoa thôi mà. Đừng nhận. Mùi hoa thôi. Có 3 đàn, mấy đàn ở đây thôi mà ong bay kêu như kiểu là một trại ong nội.
Kêu rất to à? À kênh. Kênh con ông chết đi. Thôi hôm nay quay cái video ngắn ngắn thôi. Hôm sau có nhiều mật thì tôi sẽ quay tiếp một cái video. Thế hôm nay là ngày mùng mấy mà quên rồi. Mùng 6. Ừ, mùng 6 tháng 3, quên ngày, quên tháng. Thế thì hôm nay là mùng 6 tháng 3 nhá, 2020. Thì để một hôm nào đó tôi sẽ quay để cho các bác biết cái ngày tháng để mình xem là cái tốc độ mật nó về nó như thế nào. Thế là tôi sẽ quay sau cho các bác xem. Bây giờ là tôi có đi công việc một chút thì xin hẹn gặp lại các bác nhé. Chào các bác nhé.